Trung Quốc mong muốn tăng cường sự đoàn kết, chia sẻ tương lai với các nước đang phát triển và mới nổi ở Nam Bán Cầu và hoàn thành trách nhiệm với tư cách là một nước lớn. Đây là phát biểu được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra hôm qua. Phát biểu tại một hội thảo ở Bắc Kinh về ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị lưu ý việc mở rộng tư cách thành viên của nhóm BRICS được nhất trí hồi năm ngoái sẽ tăng cường hiệu quả hơn sự đại diện và tiếng nói của khu vực Nam Bán Cầu trong các vấn đề quốc tế. Trước đó, nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã kết nạp 5 quốc gia thành viên mới, trong đó có Ai Cập và Iran vào đầu tháng này. Ông Vương Nghị cũng một lần nữa khẳng định cam kết của Trung Quốc với chủ nghĩa đa phương, tạo lập nhiều cơ hội và hợp tác hơn nữa để phát triển thế giới, đặc biệt ở khu vực Nam Bán Cầu. Cũng tại hội thảo, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng đề cập đến những thành tựu ngoại giao của Bắc Kinh trong năm 2023, như vai trò trung gian trong việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Ả Rập Xê Út và Iran.